Toàn là chuồng gà không à. Vô tuốt bên trong luôn rồi. Thì cái thằng nó chửi. Gọi chị nói cho nó biết rồi, mình để chị coi nó ở đâu. Mọi người, bây giờ hai vợ chồng mình đã tới nơi rồi các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái khuôn viên nhà này ha. Đứng ở trong nè, nhìn ra nè. Hơi tối ha mọi người. Bây giờ mình sẽ quay camera lại cho các bạn xem nha. Đây là cây hồng các bạn. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn mọi người xem ở phía ngoài như thế nào ha. Đây là gian nhà bếp nè các bạn. Bếp rộng ghê ha. Cái nhà ở ngoại ô rộng rãi, thoáng mát vậy sao. Cái đây là chỉ khúc nhà sau thôi nha mọi người. Rồi cái này, nhà này là nhà giặt đồ. Nhà giặt đồ với đó, nhà giặt đồ. Và cửa sau ha. Đây tủ. Tủ đựng đồ ăn. Bên đây, đi vòng qua đây. Đi vòng qua đây là đựng đồ quá trời luôn. Các bạn thấy cái trống trải. Trời ơi, mình mới phát hiện mấy trái bầu nè các bạn. Trời ơi, hái bầu mà để dọc luôn các bạn, ghê chưa. Rồi đây là ngồi, có cái hàng ba ngồi nhìn ra ngoài kia. Ngồi. Em đi quay phim mà. Đây là cầu thang đi lên, là cầu thang này, cầu thang lót thảm luôn rồi nè các bạn. Đây, đi tới cái đoạn này mình phát hiện ra được một cái bàn pizza. Bây giờ mình sẽ thử cái tay thuật pizza của mình xem như thế nào các bạn. Các bạn, bây giờ mình sẽ thử xem sao nha. Yên, buông cái tay, lấy tay ra. Bây giờ, ok, rồi. Lơ thử, lơ. Nè, rồi, để lên. Ủa, cái hồn. Ủa, cái cục bi trắng đâu vậy? Trời ơi, mày bỏ bi trắng vô con mẹ luôn vậy? Vậy con mẹ mất luôn hết bi vậy? Bi vậy, một còn một bi nữa đâu, đây nè, biết lắm mà, nè, nô, đưa đây, lấy cái xe này xuống, lấy xe xuống, mẹ bắt, mẹ thục thử coi, thử, đợi, lấy cái xe xuống, bảy tầm ba hả, rồi, ok, thử nha, thử, đúng rồi, thử, này sao ta, ok, không được. Phải hướng này mới được. Lộn địa chỉ rồi. Đứng thằng này đâu có thuộc được. Đứng thằng này nè mới thuộc được mà. Ok. Rồi buông ra. Buông ra. Ok bây giờ nha. Thử tay. Chắc. C. Ừ. Lâu lắm mà không có thuộc bi da, không có biết thuộc sao nữa, quên. Tay ra, tay. Okay. Yeah. Cũng được chứ bộ. Hơi lộng cộng mà cũng được á, vẫn vẫn à. Rồi giờ bắn sao ta? À? Bắn theo tần số hả anh? Màu nào? Người đánh một người, rồi anh đánh mình đánh số. Giờ đánh tần số đúng không? Giờ đánh số 1 nè. Bây giờ số 1. Ê, tránh tay. Tay hả đi? Vô mặt con á. Bạn nít chơi à. Đánh mày đây. Trời ơi, thật rồi. Bạn nít chơi à. Ê, đi ra chỗ mẹ thục thử coi. Đừng có tầm nữa. Chỗ con. Vô mặt nó đó, nó chứ hả. Ghê thật. Số 1, ok, số 2. Đây, tay.
Tay bạn thử thụt số 2 coi. Tránh, tránh. Trời ơi, cái thằng chó con này. Bây giờ đá này sao ta? Anh này đá sao anh? Ờ, thằng này xuất vô đây. Ok, vậy đánh số 5 cho nó chạy số 2 vô đi. Ok ha. Tầm 7 rồi. Em thấy tụi nó thục như vậy ha. Anh à, thục như vậy cái đá nó trái nó vô. Làm sao ta? Trái này, ví dụ trái này mà đá trái lá vô anh đá sao? Em đi. Đi vô. Vô vậy, để là nè, đá đánh này. Nè, rồi đánh này. Vô rồi. Được không? Kìa, về tới kìa. Do là hai vợ chồng mình đi vào mà không có chủ nhà ở nhà, đó là có sự đồng ý của anh ấy và chị của chủ nhà đã bảo kê cho nên mới đi vô nhà được như vậy. Chờ, các bạn đừng có nghĩ là bên Mỹ là mình có thể đi vào nhà người ta thoải mái giống như bên Việt Nam nha. Thì video của mình ngày hôm nay là hết. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nha. Bye bye, hẹn gặp lại.